8 tháng năm 2024, tỉnh Thích Hóa đã đón hơn 14 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu đạt gần 31.000 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra sôi động. Tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng và khai thác đa dạng sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến để mạnh thu hút đầu tư, liên kết phát triển du lịch với các trọng điểm du lịch cả nước. Nhờ vậy đến thời điểm này, ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành vượt kế hoạch mục tiêu đề ra của cả năm 2024 với thông điệp du lịch thanh hóa hương sắc bốn mùa trong những tháng cuối năm 2024, tỉnh sẽ ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao du lịch hấp dẫn như lễ hội Flamingo Halloween Festival và chương trình âm nhạc mùa thu Ibiza, giải marathon băng rừng Việt Nam năm 2024, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút của Thanh Hóa trên bản đồ du lịch cả nước.